Thưa quý vị, trừ chợ Bình Điền, chợ đầu mối Thủ Đức Hóc Môn đang lên kế hoạch trung chuyển hàng, tái mở cửa một phần trên cơ sở bảo đảm chống dịch. Đại diện ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, từ tối qua 11 tháng 7, chợ đã bắt đầu tổ chức thử nghiệm phân luồng, bố trí lực lượng bảo vệ chốt chặn để hướng dẫn xe vào trung chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, do thương nhân chưa sắp xếp được nhân công xếp trung chuyển hàng hóa nên số lượng chưa nhiều, Thử nghiệm tối 11 tháng 7 mới có 6 thương nhân đủ điều kiện để được giao nhận hàng hóa, với lượng hàng rau củ quả hơn 120 tấn, trái cây gần 129 tấn. Trong thời điểm cả Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa, đi lại rất khó khăn giữa hai địa phương, hy vọng hôm nay thương nhân bố trí thêm được nhân công bốc xếp, lượng hàng trung chuyển sẽ tăng, vị này chia sẻ. Với chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, hôm qua 11 tháng 7, ban quản lý chợ mới trình phương án trung chuyển rau củ quả tái mở cửa một phần chợ này lên Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ quyết định. Theo ông Dũng, phương án xây dựng trung chuyển hàng hóa chủ yếu là rau củ quả, chợ Hóc Môn, ban quản lý bố trí bãi tập kết rộng hơn 2000 m2, chứa khoảng 10 xe container hàng. Phương tiện vận tải phải đạt yêu cầu luồng xanh, an toàn, đáp ứng các quy định phòng dịch như lái xe phải có test COVID-19 âm tính mới được chấp nhận tham gia kinh doanh. Các xe chở hàng sẽ được phân luồng, đỗ cách nhau 3 đến 4 m nhanh chóng sang hàng với xe nhập và sau đó rời khỏi chợ theo luồng đã phân định. Tất cả người phương tiện ra vào chợ đều phải tuân thủ chặt chẽ quy định phòng dịch, xe được tiêu độc và khử trùng. Nếu phương án này được chấp thuận, dự kiến mỗi ngày sẽ có khoảng hơn 100 tấn hàng rau củ quả được trung chuyển tại chợ Hóc Môn, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian phong tỏa. Ông Dũng thông tin thêm, từ thời điểm đóng cửa chợ ngày 27 tháng 6 để phòng dịch, chợ Hóc Môn đã được khử trùng 3 lượt. Kế hoạch tái mở cửa chợ này liên tục bị lùi lại do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Vì thế, bối cảnh dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, việc mở lại một phần hoạt động của chợ được tính toán kỹ, làm chậm và chắc từng bước. Nhiều thương lái hỏi tôi bao giờ chợ mới mở trở lại, nhưng thực lòng là tôi cũng không rõ. Phương án trung chuyển hàng đã được xây dựng và trình, giờ chúng tôi chờ quyết định cuối cùng từ cấp có thẩm quyền, ông Dũng chia sẻ. Trưa 12 tháng 7, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã chuẩn bị để đưa vào triển khai trong hôm nay. Riêng chợ đầu mối Hóc Môn, Sở đã nhận được phương án của ban quản lý chợ nhưng chưa được thống nhất hoàn toàn vì còn phải chờ huyện Hóc Môn phê duyệt. Riêng chợ Bình Điền do nằm trong khu phong tỏa nên vẫn chưa thể mở trở lại. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông. Trong đó có nội dung không kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 đối với trường hợp đi lại trong thành phố. Theo đó, thành phố hướng dẫn cho các quận huyện, sở ngành đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh do nhu cầu thực sự cần thiết sẽ không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19. Chủ động làm việc với các cơ quan xí nghiệp, phối hợp với các địa phương giáp danh có người lao động qua lại làm việc để tổ chức xe đưa đón tập trung, hạn chế tối đa việc đi lại bằng xe cá nhân, đồng thời xem xét điều chỉnh quy mô sản xuất tại các phân xưởng để bảo đảm yêu cầu chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản gửi các tỉnh giáp danh như Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Đồng Nai phối hợp với thành phố trong việc quản lý hoạt động các nhà máy, xí nghiệp, công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.